Xin kính chào toàn thể các bác nha. Chào mừng các bác đến với cái dự án mới do bên em nghiên cứu phát triển. Cái mẫu này thì thừa kế của cái dòng ARCS là cái loa màu xanh xanh nhá. Đấy, các bác đang xem trích đoạn là cái loa xanh xanh này là cái loa ngày xưa mà em lấy về. Anh em thợ đến và khen và chúc nhau một câu nào. Chú yên tâm, một năm sau cái loa này vẫn còn đây, không được một tuần sau là đã đi bán hàng hết bằng sạch mấy cái loa màu xanh xanh. Dựa trên cái thiết kế của nợ acoustic ARCS 3 thì hôm nay em khoe với các bác ARCS phiên bản 1212. Mẫu này thì là em đặt là ARCS 1212, thương hiệu là của JVN Audio. Đấy, JVN là bên em nghiên cứu phát triển từ 2017 cơ, nhưng mà chưa đăng ký được bản quyền. Anh em nào mà có muốn phát triển hộ cái thương hiệu mà cướp hớt tay trên thì đấy, đăng ký hộ cái thương hiệu JVN Audio đi. Đấy, em chưa đăng ký đâu, anh em đăng ký hộ cái. Thì đây các bác nhé, thì ARCS thì có dòng này thì em thiết kế cái họng kèn của nó là mở xuống dưới và mở lên trên tổng cộng được 45 độ. Nhưng đây là mẫu demo nên là anh em thiết kế là nghe có vẻ nó rất là chối và rất là nỗi cực kỳ nghiêm trọng luôn. Và mở sang trái sang phải thì được gần 30 độ. Đấy, model sau thì sẽ cố gắng cải thiện hơn rất nhiều. Thì đây là có bán các cái rãnh đi nhá, là sẽ có chân cao su đây. Đấy, tức là vế bên này thì chân đây với bên này. Đấy, chân ngoài. Còn vế bên trong này thì là sẽ có hai cái chân ở giữa để các bác đặt nằm loa lên, hoặc là hai cái kia riêng nhau. Và đời sau nữa, đây là bản demo nhá, còn sau này thì em sẽ có thiết kế là sẽ có rất nhiều cái rãnh treo của cái dòng 715. Thì để các bác kết hợp vào những cái bộ khung treo dàn trước để cho cái loa này nó sẽ treo được cao hơn, xa hơn. Đấy, đây nhá, cái dòng này thì em sử dụng củ loa bass của Ethansar 18, củ loa từ 18 nhé, củ loa thương hiệu Ethansar QP12-027A kịch trừ 8, 8 ohm bass neo bi. Em định lắp cái loại này cơ nhưng mà không vừa, không vừa thùng. Và bên trong phân tần và họng kèn thì thiết kế nó có một chất đặc biệt nhé. Phân tần đây là em tối ưu hóa cho nó để nó đánh cái giải nời, giải trung, giải tép. Dòng này thì đúng như em nghiên cứu và phát triển thì nó sẽ có một cái miếng quick fade này để định hướng cho nó bát, sóng nó đánh nó thẳng ra, nó không phải là tỏa đều lên nữa, nó sẽ đánh thẳng ra và sóng nó tập trung hơn. Nhưng do thời gian rất là gấp rút nên là cũng không thể làm được. Phiên bản sau thì sẽ làm chi tiết đầy đủ hơn. Đấy nhá, họng kèn và củ tép thì đây là em sử dụng đồng bộ hết. Họng kèn của L-Acoustic thiết kế vào, tức là N-Acoustic thiết kế vào đời năm 1996. Và đây là cái họng kèn của nó, họng DOSC, lần đầu tiên trình diễn và giới thiệu các bác họng DOSC, bản quyền thiết kế của N-Acoustic đến từ Pháp. Củ tép thì đây em sử dụng củ tép ngày xưa em có giới thiệu các bác ấy, đó là củ tép DE488, được chưa? Và phân tần thì thiết kế tối ưu hóa riêng, thiết kế riêng cho cái dòng này nên em thiết kế riêng phân tần, riêng về phần bát là đánh thẳng công suất luôn, không có HPF gì hết. À, không có NPF đấy, không có NPF để cắt, mà chỉ đây là chỉ có cắt HPF từ loa tép trở lên thôi, nên là nó sẽ được cái hiệu quả rất là cao. Và dòng này thì có một điểm đặc biệt nữa là hai củ tép 44 nó sẽ hiệu quả và tiếng nó sẽ đánh nó nảy hơn là cái dòng một củ tép BC, một củ tép 750. Một côn 750 thì em không thấy nó hiệu quả bằng hai con côn 44 này. Ba con côn 44 thì nó sẽ hiệu quả hơn là con 750 kia. Hiệu quả hơn loại này rất nhiều, nhưng cái tiếng xì nó hơi đuối. Như con này thì em đánh giá là giải đời của nó rất là rộng. Thì ngay sau đây lát nữa em sẽ lắp vào và bê ra ngoài trời đánh thử cho các bác xem một chiếc nhá. Sau đó là một đôi, đấy là hai chiếc. Đánh thử cho các bác xem. Tuy nhiên đây là phiên bản demo mẫu nên là cặp này nếu như các bác nào thật sự đam mê và thật sự thích em bán rẻ cho các bác, không tính tiền thùng nha. Còn như cái mẫu này các bác nào thích thì em sẽ bán theo combo như sau: họng kèn, cổ tép, thùng và phân tần không có bát, em bán như theo kiểu thế. Còn các bác có cổ tép rồi thì em sẽ vẫn lắp là phân tần. Đấy, phân tần thiết kế theo kiểu như thế này, kiểu như này, tùy từng loại loa. Và củ bát thì khuyên dùng nên dùng tép neo, bát neo. Còn tép thì đây em tép thường. Mà tép thường đây nhá, em lại chia sẻ với các bác một tí.
Hai củ tép này bây giờ em vẫn phải qua và hãm lại trên một con điện trở là 50W 8 ohm để cho cái tiếng tép nó vừa phải với cái tiếng bass. Chứ không là nếu như bass thì nhạy là 99 dB đi, nhưng con tép này thì độ nhạy của nó cao lắm, nên tận 108 hay 107 dB gì đấy, rất là cao. Nên cái dòng củ tép này thì em phải qua cái con điện trở để nó giảm bớt cái âm lượng đi, chứ không thì bass không thấy đâu cả và nó sẽ gây hại cho loa. Có điểm đặc biệt cuối cùng đây mà em muốn chia sẻ với các bác, củ tép hai củ này em đấu nối tiếp, củ tép này em đấu nối tiếp nhá. Đấy, tổng cộng là tép trở kháng của tép là 16 ohm và trở kháng của bass là 8 ohm. Bên em thì chuyên thiết kế những cái mẫu củ khoảng củ kiểu củ chuối này để các bác tham khảo, nên là cái mẫu này thì nó sẽ cho một cái góc mở âm thanh rất là rộng, rất là lớn, mà bán tiếng rất là xa. Mẫu sau thì em thiết kế là cho cái họng kèn này nó sẽ mở xuống dưới này nữa. Về phần giá thì em xin trân trọng thông báo xong. Nếu như vỏ thùng này, nếu như nhá, vỏ thùng và họng kèn, phụ kiện các cái không tính phân tần, à tính cả phân tần đi. Vỏ thùng, họng kèn, phân tần bên em bán là 2.8 triệu một cặp bao ship, đắt cực kỳ luôn. Đấy. Vỏ thùng này, phân tần này và họng kèn không có củ tép nhá. Cái này thì nắp tép 44 rồi, các bác nhìn thấy khe của tép kìa, nó chỉ được có một khoảng cách thế kia nữa thôi. Là không có chỗ mà nắp. Đấy, 2.8 triệu. Còn nếu như các bác lấy cả tép thì tép này em bán lẻ là 800 một đôi. Nếu mà các bác lấy thêm cả nó vào thì nó vào khoảng tầm 1 triệu rưỡi nữa. Thế thôi, tổng cộng cho các bác là cả thùng, cả phân tần, cả tép em bán giao lưu các bác là 3 triệu rưỡi, được chưa? Giá hữu nghị nha, không lấy cao lắm đâu. Thì tiện tất cả tự công nắp lên thì em chỉ lấy thế thôi. Là 3 triệu rưỡi là thùng này, củ kèn này, củ tép này, phân tần này. Các bác về chỉ việc thả mỗi củ là bass vào là xong, là nắp được luôn. Đấy. Riêng về cái phần thiết kế thùng của nó thì cũng gọi là tương đối thôi, chứ không được ưng và đẹp lắm. À, còn nếu như các bác mà lấy nguyên cái đôi mẫu này thì em chỉ tính giá các bác là vào có 6 triệu, coi như là vừa bán vừa tặng vừa cho. Còn nếu như cái này mà ra hàng loạt và làm nó tỉ mỉ hơn là ốc chôn gen này, đấy, và thùng nó thiết kế nó đẹp hơn nữa, thì nó phải tầm ở 7 triệu 8 đến 8 triệu rưỡi một cặp loa kiểu như thế này. Nó đánh khu vực. Con này nhá, một quả này nhá, nó chấp luôn một chiếc dây đôi 30 này về hiệu quả. Nói luôn nhá, một chiếc này nó sẽ ăn đứt một chiếc dây đôi 30, và một chiếc này nó sẽ ăn ngang, không phải ăn công suất nhá, tiếng của nó sẽ đánh ngang với một chiếc 715, nhưng góc bóng của nó sẽ xa hơn. Nó đánh kiểu dạng như là các loại dòng loa hỏa tiễn các bác đang dùng ấy, giống như các loại loa hỏa tiễn và loa phi thuyền, hay là loa bắn tên lửa hay cái gì là các bác đang dùng ấy. Cái mẫu này em ra thì em tuyên bố thẳng luôn là em sẽ không đi theo bất cứ một cái form nào mà nó quá là phổ thông nữa rồi. Nghiên cứu mẫu lạ đi thì mới có khách. Và những cái mẫu em nghiên cứu này thì nó không phải là một hai ngày nó ra, mà nó nghiên cứu rất là nhiều ngày mới ra được. Ok, bây giờ không đinh tinh đi thuyên nữa nhá, bây giờ em sẽ nắp củ loa vào, bê ra trình diễn đánh thử, mời các bác cùng xem hiệu quả của nó như nào, quảng cáo hoành tráng đấy đúng không ạ. Củ loa này như này thì em khuyên dùng công suất nhá, các bác nên dùng đẩy tầm 800W trên một kênh tải 8 ohm là có thể đánh tốt một cặp này, đánh full farm luôn, đánh hết tầm luôn, mắc ping luôn. Riêng về phần củ loa tép và mạch phân tần bảo vệ tép, em bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng, 1 năm đi, 1 năm cho rực rỡ. Riêng về phần phân tần này, củ loa tép này, đồng bộ như này nhá, em sẽ dán tem bảo hành của em vào. Các bác về là tháo ra hay như nào cái này em sẽ biết ngay. Một lần sau nữa em đổ luôn cả keo vào cái phân tần này, cho nó dán tem vào dây rắc nữa, nên là nghiêm phòng lại không cho các bác tháo ra nghịch nữa. Mà nói chung là không có tháo ra nữa, dán tem bảo hành vào lưới này, tay sách này. Đấy, với tất tần tật, chỉ có mỗi cái là các bác cắm điện lưới và thì dụng hết cả dàn thì em chịu thôi. Nhưng còn thường thường nếu mà đánh tầm 800W đến 1.000W cho các bác đánh cả ngày ok nhá. Thì công suất liên tục là 800W, đánh trong vòng 8 tiếng là cho các bác đánh thoải mái. Nỗi bên em bảo hành cho các bác, được chưa? Đấy, bên loa này là bảo hành thôi nhá, loa này đổi thì chỉ có đổi củ loa thôi. Ví dụ củ loa bát nó nỗi thì đổi, củ loa tép nó nỗi thì đổi. Ok, thì bây giờ anh em chúng em sẽ nắp vào và bê ra ngoài trời đánh test thử, mời các bác cùng nghe xem nha. Bây giờ đang đánh qua một chiếc nhá, các bác nhá.
nhà rất là rõ. Chuyên thế nào? Con này nếu như đặt điều kiện cho nó tầm từ 2 mét trở lên nhá, nó quá trò để không phải gì chơi. Người vui chọn đến kiếp sau. Tiếng nó đánh rất kinh. Riêng mình tôi ôm lấy mà nỗi đau. Các bác chỉ cần dùng đẩy tầm tải đáng ôm nha, 500 đến 800 watt là đánh được, đánh ngang luôn. Sao có câu thoải mái đời lắng bề dâu, nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình. Con này góc phóng của nó chỉ bằng mặt thôi. Tình em như bóng mây, tôi nước trôi hoài thôi. Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Bắn xa lắm. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn sóng đá. Mở thế nhỉ? Tôi và em chẳng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Thôi đành ôm nuôi tiếc. Như vậy là có một đôi nhá, không xúc. Em giờ đây đã quên. Tập này vẫn mà to được nữa. Vẫn mà to được nữa các bạn nhá. Bao ngày thơ đã chỉ là gì vãng. Em sẽ đi xuống dưới này. Các bác cùng nghe cái tiếng của nó đánh rất là xa. Sẽ đi vào trong đây, quay video này cho các bác xem. Dòng này là không biết là có nhìn thấy loa không. Đấy. Ngoài quá vẫn nhìn thấy loa. Tình ơi sao có câu đời lắm bề. Tầm này là đi là cái tiếng tép của nó hơi đuối bởi vì là hơi bị lệch cái họng kèn các bác nhé. Con này thì nó bắn được cái tiếng xa nhưng mà phải đúng chính giữa. Còn bây giờ quay nó hơi lệch tí. Quay này là tiếng của nó đang đánh hơi chéo trong góc này này. Bây giờ đang biết bay nhá. Em mà biết bay em bay ra giữa ao là các bác nghe tiếng tép rất là rõ. Đấy, đang hơi lệch tí. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Soi đá tôi và em chẳng xa, nhưng vì tôi ngại
cặp này là đang giữa hai đoàn, nên là tổng hợp rất là lớn. Thôi đành ngóc nuôi tiếng một giấc mơ. Em giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo sao vơi lên. Bao ngày thơ đã qua chỉ là dĩ vãng. Châu cong đẹp đối với nhau, con đường chia hai ngã đành cách xa. Một cặp này các bạn đành đám cưới. Con đường đánh chia được hai ngã. Sân mà hẹp đánh chỉ một cặp thôi. Đành cách xa. À, nghe tiếng rõ ràng lắm. Nhạc First Sam Mountain Ground, bài chuyên test. Bài này ngày xưa mà đánh quả NS Audio mà các bác mua đến mức gọi là không có hàng để mà bán. Thì dựa trên cái thành công của NS Pro Sound, NS Audio ấy, thì hôm nay là test tiếp, test cho các bác xem. Tầm này đến loa hơi xa nhá, hôm nâu em cũng test một cặp thôi. Em thì đặt này lùn 1 mét thôi, nhưng mà đây là từ cột điện kia đến đây là mấy mét rồi, tầm 3-4 mét rồi. Đấy, khoảng cách giờ là đang xa hơn cái RS, hôm nào em có đánh tiết. Nhưng cái này đang đặt cao hơn, lợi thế hơn. Càng cao thì càng cộng hưởng được cái tiếng lời, tiếng tép bay xa. Đấy, tiếng bát nó hơi đuối một tí. Các bạn nghe tiếng nó nhạc nó đánh nó rội, vang rội. Do là bát 30 cộng hưởng nó không được như ý so với bát 40. Bát 40 đánh nó sẽ cộng hưởng hơn rất nhiều. Đây là chưa xúc đâu, nếu mà có một chiếc xúc ghép mà đặt lên này thì oánh kinh khủng luôn. Nếu mà có xúc ghép nó đánh nó sẽ cộng hưởng hơn rất là nhiều các bác nhé. Nghe kỹ là thấy cái tiếng nhạc nó đánh rộ âm lại. Đó. Đây em sẽ đứng ở cái chỗ cột điện này. Ok các bác nhá. Thank you.
Các bác cảm nhận thế nào với cái cặp loa thanh gióng mà nó như thế này? Cấu hình sử dụng hiện tại là bát neo và tép thường. Đấy. Em xin phép là không tháo mặt lưới ra. Đấy. Không tháo mặt lưới ra để che đi cái xấu nhá. Đấy. Các bác không phải bóc phốt, em tự bóc phốt luôn. Các bác nhìn kỹ là có thể thấy nhá. Cái loa tép. Đấy. Nhìn kỹ là có thể thấy luôn. Được chưa? Thùng đây thì em thiết kế là trên nóc có tay sách và dưới đáy, mặt dưới đáy loa có chân bát ốc và chân cao su và cũng có tay sách. Mẫu sau thì em thiết kế là không có tay sách này nữa mà sẽ tay bằng gỗ luôn. Nắp này là hơi bé này, nói chung nắp này cũng được, sơn này được, sơn này thì chịu va đập cực tốt luôn, nhưng mà tỷ lệ mật độ hạt sơn thì không được ưng ý lắm. Bên em tự bán, tự phê bình, tự rút kinh nghiệm luôn nên các bác không phải nói thêm đâu. Về cái phần mặt sau này có mấy cái vết này là do bắn đinh, bắn cái mặt hậu này vào gỗ này, dí tay hơi mạnh nên là đinh nó hơi thò ra khoảng tầm 1 ni thôi, nó bị mất cái phần này, thế thôi, còn lại không sao cả. Các bác có thể đến từ trực tiếp cửa hàng để nghe thử, test thử. Đấy. Các bác đến test thoải mái, hát hò, karaoke các kiểu. Đấy. Ưng thì có thể góp ý, hoặc là không ưng thì các bác có thể bóc phốt trực tiếp. Bóc phốt trực tiếp không cần phải live stream. Nói thẳng vào mặt em nè. Đấy, loa của em xấu lắm, ví dụ thế. Còn loa của em xấu lắm, tiếng cũng chả ra gì, ví dụ thế. Đấy, cho nó dễ luôn, được không ạ? Không, các bác cứ thấy em đang lên cái gì không phải khen, không cần phải khen đâu. Cứ chê nhiệt tình mà. Chê thì em mới biết được cái điểm yếu để có rút kinh nghiệm sâu sắc để chỉnh sửa lại cái điểm yếu đó. Ok nhá, video đến đây kết thúc. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip ngày mai. Ngày mai em sẽ review với các bác một số dòng loa khác và sẽ có clip so sánh tổng quan một số dòng loa so sánh với nhau.